giới thiệu đây là đường đi lên đền Thượng nhá. Đây là địa phận ở khu vực nông trường Ba Vì, nông trường bò Ba Vì. Hiện tại là đang đi qua nông trường bò Ba Vì. Dừng lên rồi. Đến đây là cây xăng, đây là cây xăng Tản Lĩnh rẽ trái nhá. Chỗ này có đèn xanh đèn đỏ và vạch là sơn kẻ đường cho nên là mọi người chú ý. Đấy, đèn xanh xong là rẽ trái nhá. Xanh rẽ trái lên đi lên khu vực Tản Lĩnh Thản Châu. Ui đỗ em mua cái quả này. Chào của du lịch Ba Vì nha. Năm du lịch Ba Vì. Đây đến khu vực này là rẽ trái nhá. Rẽ trái vào vườn quốc gia Ba Vì. Đây, biển này. Biển vườn quốc gia Ba Vì này. Bước vào dốc của cốt 400 vào cổng này. Wow. Bán kiểm lâm. Đấy. Đây. Bắt đầu đến cổng. Đang vào cổng vườn quốc gia Ba Vì nhá. Đi vào vườn quốc gia Ba Vì chơi. Lẩu. Một trăm đấy. Đây là cổng và là vườn quốc gia Ba Vì nhá. Xuân Kỷ Hợi 2019 này. Xé. Em đừng xé để anh quay luôn cái đấy anh lấy dữ liệu chụp. Đây này. Vé đây nhá. Vé người lớn là 60.000 một vé nhá. Ngược sáng không nhìn thấy gì cả. Anh phải lên hẳn cao. Vé xe ô tô là 20.000, xe 5 chỗ. Ăn thua gì? Đây bắt đầu lên bò từ chân này. Chân mà. Đấy hoa dã quỳ đấy. Dã quỳ. Hoa dã quỳ hai bên đường. Hoa dã quỳ đấy. Dã quỳ đây này. Dã quỳ hai bên đường. Thì có hoa toàn lá hết hoa rồi. Đông kia kìa. Ông dốc thì màu vàng đấy đúng không? Quay từng đoạn thế mà hết dung lượng. Dã quỳ đều rực rỡ hai bên. Chụp cái gì đẹp thì chụp. Chỉ cần nhìn sang bên phải này này. Cái đứa này chụp đẹp. À. Của giá quỳ. Giá vé 60.000 đồng một người nhưng mà mình phải mua thôi, phải ủng hộ nhà nước. Ui, đẹp thế. Đẹp sinh, sinh viên. Ui. Đấy, đây là bắt đầu là địa điểm của vườn quốc gia Ba Vì. Kìa, nhìn bên kia, bên kia là Thiên Sơn Suối Ngà đấy. Thì hồ Tiên Sa. Đấy, hồ Tiên Sa đấy. Ờ đúng rồi, hồ Tiên Sa đúng không? Bắt được rồi. Chả bắt được gì cả. Cố đi nhanh ấy. Con chụp đằng trước. Ngồi bên này mới bắt được. Chụp đấy. Chụp bên này. Chỗ này đẹp thế. Ui, tí đi về thì chụp. Thôi cứ ngắm cảnh đi. Lần đầu lên. Đấy. Đấy không? Bó cua phải về số 2 đây này. Mở cửa được chưa? Mở cửa u tai lắm. Ui, ui cái hồ kia đẹp thế. Hôm bác ơi, chúng ta đi ấy à, đi xe máy à? Xe máy của cậu Toàn, cái xe đỏ ấy, cũng dở hai chị em. Xe trắng lên. Của tay áo đấy. Nếu mà xe 45 chỗ lên đây thì sao? Lên được. Không, 30 thôi. Đây này chỉ đi xe 30 thôi.
cô còn lên suốt đây đấy. Giỏi chưa? Đấy không? Đấy. Cua kinh nhau. Nằm xếp thì hai lần. Đẹp chưa? Đây là khu vực chụp ảnh nhá. Đấy. Nhìn rõ hết này. Hay là do chở nặng quá? Chứ đương nhiên. Nặng sao nặng quá? 5 người thế này. Thế này mà chở cả nhà chị Vũ đi nhỉ? Thế 5 người mà đây là dốc, các bạn thấy dốc. Dốc quá kinh. Trên này có sóng không nhỉ mẹ nhỉ? Có. Ờ chứ. Toàn số 1 với số 2 thôi đấy. 4,5 km lên đến nơi. Trên này nó có khu nghỉ sang trọng lắm. Melia. Phía dưới nữa lên đến nơi. Đây là cái điểm dừng chân. Đây là đến điểm dừng thông. Dừng thông à? Vâng. À đi sâu vào đây dừng thông à? Không, đây đây, đây khu nghỉ của Ba Vì Resort. Ăn chơi cắm trại nghỉ khách sạn ở đây. Khách sạn này mát mẻ trong này. Ba Vì Resort. Chúc mừng năm mới. Đấy. Đây, rừng thông này đây. Đấy. Rừng thông à. Sao trời. Nào, Giang chụp ảnh không? Đi xuống một chụp. Đấy xuống đi. Em dừng. Thôi bố cứ đi đi. Xuống chụp cho nó mấy kiểu. Trong này nó mát đúng không? Ừ. Mát mát nha. Đây. Mát chưa? Mát quá. Đây cái đường dưới kìa. Dưới kia có đường nhá. Đi về đi đường dưới kia đi. Đây là đường nội bộ khu dịch vụ người ta. Đây nhà hàng Xạ Hương này. Ăn đánh chén ở trong này. Hát karaoke bên này. Đấy, xe 45 nhỉ lên đến chỗ này. Một vé là đây. Trên đường đi lên quốc gia Ba Vì là đang cải tạo làm lại nhá. Đường rất là rộng hơn rồi, đẹp hơn rồi. Đó. Đổ nhựa rất là nhẵn. Cái giá vé mà chúng ta mua vào cổng đấy là để xây dựng đây này. Kiến thiết cái vẻ ở đấy nó xoẹt phát thì đấy, được không? Mấy thằng liều thật. Đấy nhìn sang bên nhà mình kìa. Nhìn sang Yên Bài đấy, đấy điểm điểm. Không thua chỗ này. Chỗ này đấy nó làm rộng ra để chụp ảnh. Đây họ đắp thêm cái mé đất ở bên sườn này để cho nó rộng hơn. Sợ kinh điển. Tối có lúc tối lắm. Toàn lên dốc. Toàn lên dốc mình ạ. Mà toàn cua té áo này rồi đấy. Thì bác bảo ở dưới rồi nhìn lên đúng lên đỉnh núi Ba Vì mà. Và đấy nhìn sang bên trái này là Hồ Đồng Ngô. Bắt đầu thấy ủ tai này. Mà bắt đầu khát. Các góc. Các góc tại áo ấy. Này, có nhìn thấy chưa? Ấy, khiếp chưa? Tí đi này, xuống. Xe ga lúc xuống dốc là phải để phanh, phanh bóp lên đùng. Bây giờ họ làm cái rễ cho nó đỡ. Làm này làm vào mùa đông mới làm thôi. Mới làm vừa rồi đến mà. Đến mùa hè nước nó chảy nó xối thì lại. Không biết có được như này không? Trên núi chả chảy. Đây nhá, đường lên nhá. Đường lên. Ấy, núi Ba Vì.
Ui kìa. Đấy, khu vực. Những khu vực kia đấy, có một cái cây. Đấy, rừng sâu thẳm luôn đấy.